Xin kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong thời lượng 10 phút của chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Thu hút dự án đầu tư vào tỉnh tiếp tục tăng khá qua 5 tháng đầu năm. Doanh nghiệp tiết giảm chi phí để duy trì sản xuất. Các ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp cơ cấu lại nợ theo chỉ đạo từ Ngân hàng Nhà nước. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chậm giải ngân trên phạm vi cả nước. Doanh nghiệp chuyển đổi để phát triển. Qua gần 5 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên tiếp nhận mới và điều chỉnh tăng vốn cho 92 dự án vào đầu tư với tổng số vốn trên 9.000 tỷ đồng và hơn 300 triệu đô la Mỹ. Trong đó, bao gồm 36 dự án trong nước và nước ngoài vào đầu tư mới với tổng số vốn đăng ký trên 8.400 tỷ đồng và trên 220 triệu đô la Mỹ so với cùng kỳ năm trước, tăng cả về số dự án và số vốn. Ngoài ra, có 56 lượt dự án điều chỉnh với số vốn tăng thêm trên 500 tỷ đồng và 92 triệu đô la Mỹ. Về thủ tục hành chính thì ở Hưng Yên thì tôi có kiến nghị là các cái sở ban ngành và tạo điều kiện cho doanh nghiệp hơn để đẩy nhanh các cái thủ tục cho doanh nghiệp để sớm đưa dự án vào khởi công. Lũy kế đến nay, tổng số dự án vào đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là gần 2.160 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 320.000 tỷ đồng và 6,4 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, qua 5 tháng đầu năm, sản xuất của doanh nghiệp cả nước cũng như tại tỉnh Hưng Yên đều sụt giảm do suy thoái kinh tế toàn cầu. Vì vậy, để duy trì hoạt động, từ doanh nghiệp quy mô lớn cho đến cơ sở sản xuất hộ gia đình đều thực hiện tiết giảm tối đa chi phí. So với cùng kỳ năm trước, sản xuất của doanh nghiệp Luận Thương ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước, còn 50 tấn sản phẩm trên tháng, mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây cũng là mức giảm bình quân của đa số các doanh nghiệp hộ sản xuất trong khu vực. Trước khó khăn kép, đó là thị trường tiêu thụ giảm và giá bán hạ thấp, đòi hỏi mọi doanh nghiệp đều phải tiết giảm tối đa chi phí sản xuất để duy trì hoạt động. Thay vì đi mua hoặc nhập khẩu, thì nay nhiều doanh nghiệp đã đầu tư máy tạo hạt nhựa để tự chủ một phần nguyên liệu sản xuất nhằm giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Khi thị trường tiêu thụ giảm, đơn giá giảm, thì giải pháp trên là đòi hỏi cần thiết để doanh nghiệp duy trì hoạt động và tìm hướng vượt khó. Trước đây có những cái sản phẩm chúng tôi phải đi thuê người ta làm, thế bây giờ chúng tôi sẽ đầu tư lại máy móc để chúng tôi tự làm lấy sẽ tạo giảm cái chi phí đi thuê, đi mướn. Đấy, và cái thứ hai đó, chúng tôi sẽ sử dụng đa dạng mặt hàng, ngành nghề. Để hỗ trợ những doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn này, Ngân hàng Nhà nước nghiêm cấm các tổ chức tín dụng có hành vi gây khó khăn, phiền hà, ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định khi doanh nghiệp cơ cấu nợ. Nội dung này được quy định tại chỉ thị 02 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường công tác tín dụng và triển khai chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Các tổ chức tín dụng phải công khai hồ sơ, thủ tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để khách hàng nắm bắt được thông tin, hiểu đúng và đầy đủ về chính sách. Đồng thời, giám sát chặt chẽ, ngăn chặn việc lợi dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ để thông đồng trục lợi chính sách. Mặt khác, các ngân hàng phải tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, giảm các loại phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Dự kiến, từ ngày 29 tháng 5, các ngân hàng thương mại sẽ giảm từ 0,3 đến 0,5% lãi suất cho vay với tất cả khách hàng hiện hữu. Được triển khai từ ngày 1 tháng 4, nhưng đến nay, gói tín dụng ưu đãi trị giá 120.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ với chủ đầu tư, người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhưng đến ngày 25 tháng 5, tại các địa phương trên cả nước vẫn chưa giải ngân được đồng nào, bởi nhiều người vẫn chưa nắm rõ thông tin về mục đích của gói tín dụng ưu đãi này. Mới đây, lãnh đạo chính phủ đã khẳng định đây không phải là gói vốn để giải cứu thị trường bất động sản, mà để cho vay nhằm thực hiện mục tiêu có ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội trên cả nước từ nay đến năm 2030. Theo đó, doanh nghiệp, người dân ở các địa phương trên cả nước thuộc đối tượng theo quy định hoàn toàn có thể tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này để đầu tư xây dựng và mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Mức cho vay đối với mua mới nhà ở xã hội là bằng 80% giá trị của căn nhà. Bây giờ đối với cho vay sửa chữa và xây dựng mới
thì bằng 70% giá trị công trình và không quá 500 triệu trên một công trình. Lãi suất cho vay là 4,8% một năm. Qua chương trình, doanh nghiệp có câu hỏi gửi về thuộc các lĩnh vực như chính sách thu hút đầu tư, chính sách thuế, hải quan, môi trường. Trong phần hỏi đáp doanh nghiệp tuần này, mời quý vị đến với nội dung trả lời của ông Trần Đăng Anh, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên về mức xử phạt doanh nghiệp xả nước thải trái phép. Nghị định 45 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thì là ban hành ngày 7 tháng 7 năm 2022, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 năm 2022 thì có 78 điều, thì trong đó có 2 điều quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xả thải nước thải. Đó là điều 18 quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với nước thải có các thông số môi trường thông thường xả thải ra môi trường. Cái điều 19 là nước thải có cái thông số nguy hại thải ra môi trường. Về mức xử lý vi phạm hành chính thì liên quan đến lưu lượng, số lần vượt và tính chất của nước thải. Một là nhỏ hơn 1,1 lần thì bị phạt cảnh cáo. Thì còn trên 1,1 lần đến trên 10 lần thì sẽ bị xử lý phạm hành chính. Và cái mức phạt thấp nhất là 300.000 và mức phạt cao nhất là 1 tỷ. Quý doanh nghiệp có những thắc mắc, kiến nghị cần các cơ quan chức năng liên quan trả lời, giải đáp rõ. Vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089 hoặc địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiephungyen@gmail.com. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa như hiện nay, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp Việt phải không ngừng vận động để tạo ra những sản phẩm hàng hóa tốt hơn, chủng loại hàng hóa mới hơn và có chất lượng cao hơn. Đòi hỏi này không chỉ để doanh nghiệp có điều kiện phát triển lớn mạnh mà còn là giải pháp để đối phó với khó khăn trước biến động của thị trường. Qua gần 14 năm đi vào hoạt động, tự bản thân tập thể ban lãnh đạo công ty công nghệ môi trường Việt Trung ở xã Tân Quang, huyện Văn Lâm nhận thấy doanh nghiệp mình bắt buộc phải có sự thay đổi. Vì khi thành lập, mặt hàng doanh nghiệp sản xuất là bao bì thuộc nhóm ngành mới còn nhiều dư địa để phát triển. Nhưng cho đến nay, trên thị trường đã có thêm nhiều doanh nghiệp sản xuất cùng mặt hàng được mở ra. Do đầu tư sau nên công nghệ và năng suất cũng tốt hơn. Vì vậy, nếu không chuyển đổi và tự làm mới mình, ranh giới giữa doanh nghiệp đang phát triển lớn mạnh chuyển sang giai đoạn đi xuống rất mong manh. Doanh nghiệp thì cũng đã cải tiến về máy móc rồi là về tất cả các thứ rồi, bây giờ là đang có định hướng để dịch chuyển sang một cái mô hình mới, cái sản phẩm mới. Trên cơ sở dây chuyền sản xuất bao bì tự động, doanh nghiệp đang đầu tư dây chuyền trị giá trên 10 tỷ đồng để chuyển đổi dần sang sản xuất cốc và đồ dùng một lần tự hủy. Doanh nghiệp xác định ưu tiên hàng đầu là sản xuất các mặt hàng thân thiện với môi trường. Theo dự báo của các nhà kinh tế, trong giai đoạn tới, xu hướng sản xuất xanh sẽ được các nước phát triển áp dụng ngày càng chặt chẽ và mở rộng hơn ra nhiều ngành hàng. Đây cũng là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam phải có sự chuyển đổi để đáp ứng các điều kiện cần thiết của đối tác đặt ra nếu muốn tìm kiếm và mở rộng cơ hội xuất khẩu hàng hóa sang các nước phát triển. Suy thoái của kinh tế thị trường trong 2 năm gần đây thì doanh nghiệp chúng tôi cũng có những cái chuyển biến là hướng đi mới, là cũng phát triển thêm một số những cái sản phẩm mới như đồ dùng một lần hoặc là đựng cái linh kiện điện tử mà theo cái nhựa là sinh học để giảm thải rác thải môi trường, và đầu tư những cái dây chuyền mới giảm thiểu chi phí sản xuất, giảm công nhân để tăng năng suất cho công ty. Thị trường là cạnh tranh liên tục và người tiêu dùng luôn hướng đến những sản phẩm mới với những đặc tính ưu việt hơn. Do đó, chiến lược phát triển của doanh nghiệp phải cần thay đổi theo hướng đổi mới sáng tạo để có lợi thế cạnh tranh. Trong đó, ưu tiên đi sâu vào đổi mới công nghệ để tạo ra những sản phẩm mới theo xu thế thị trường của từng thời kỳ và từng giai đoạn. Ngược lại, nếu không chuyển đổi và đổi mới, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong môi trường kinh doanh biến động nhanh, có tính cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.
Quý doanh nghiệp cá nhân có những thông tin cần chia sẻ phản ánh trong chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, phòng phát thanh Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chuyên mục lần sau.